Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn một khóa học bán hàng trên Facebook từ A đến Z. Hiệu khóa học hiện nay có tới 20 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam và hơn 75% số người sử dụng từ 18 đến 40 tuổi. Điều này đồng nghĩa là những người có nhu cầu khả năng mua sắm phần lớn đều trên Facebook. Bán hàng online mang lại hiệu quả lớn hơn rất nhiều so với mở hàng thực tế, kể cả doanh thu, thương hiệu cho đến nguồn nhân lực. Bất kỳ ai cũng có thể bán hàng trên Facebook, nhưng để duy trì được công việc kinh doanh và có những khoản lợi nhuận gia tăng đều đặn thì còn phải có cách thức và chuyên biệt và đúng cách. Khóa học bán hàng trên Facebook từ 0 lên hàng trăm đơn hàng mỗi ngày, bạn sẽ biết cách tạo chiến dịch, thiết lập nội dung quảng cáo để thu hút khách hàng và thậm chí đo lường KPI để tối ưu bộ máy bán hàng online. Lợi ích của khóa học: nắm bắt nhu cầu thị trường, chọn hàng hóa đúng thị hiếu của khách hàng tiêu dùng, chạy quảng cáo đúng mục tiêu, thả mồi đâu trúng câu tại đó, xào nấu nội dung quảng cáo thu hút mời gọi khách hàng, biết cách xây dựng đội ngũ bán hàng online chuyên nghiệp, xuất hàng trăm đơn hàng mỗi ngày, đối tượng đào tạo marketing, sale, chủ shop, freelance, tất cả các người có đam mê bán hàng online và không giới hạn độ tuổi và chuyên môn. Và sau đây mời các bạn theo dõi một đoạn video giới thiệu bán hàng trên Facebook tại Udica. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Đức Kiểm, chuyên gia đào tạo bán hàng online. Bạn có biết không, trong lúc bạn đang xem video này thì ngoài kia có hàng ngàn người đang kiếm rất nhiều tiền từ việc bán hàng online trên Facebook. Bạn là chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng, sinh viên hoặc người đi làm và bạn đang muốn xây dựng một hệ thống bán hàng online, hoặc bạn đang là người chạy quảng cáo nhưng chưa thực sự hiệu quả, bạn đã gặp một vài vấn đề với nhân viên hoặc nguồn hàng, hãy đăng ký ngay khóa học bán hàng trên Facebook cùng chuyên gia. Tôi sẽ hướng dẫn bạn từ con số 0, viết content quảng cáo hiệu quả, chạy quảng cáo do được nhiều đơn hàng nhất, tối ưu hóa hệ thống, tìm nguồn hàng là tốt. Hãy đăng ký ngay để bạn không thể tự động và kiếm rất nhiều tiền từ Facebook. Các bạn đã theo dõi một đoạn video giới thiệu khóa học bán hàng trên Facebook từ A đến Z. Thì khóa học này trị giá là 600.000 và tôi đã để đường link ở phía dưới. Thì các bạn chọn vào đường link đó để đăng ký khóa học sẽ được giảm 40%, chỉ còn lại là 359.000. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích đối với các bạn thì các bạn hãy đăng ký khóa học này và hãy đăng ký kênh của mình và like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.